Và đây em giới thiệu với cả nhà ha. Đây, trời ơi, bé Na này cả nhà, quá dữ luôn nha. Đó, hình con rắn rất là đẹp luôn nè. Hoành chỗ này là hoành khoảng hoành 8,5, hoành 9 ha. Rồi cây có trung bình chiều cao là từ 50 cho tới là 70 cm. Đây cả nhà coi nè. Ồ, rất là bự. Hoành này khoảng là hoành 10 luôn nè cả nhà. Rồi ha, nó đang tạo nút nụ rất là ok luôn. Đây vàng nụ của nó nè, rất là dữ ha. Cây cành cốt cứng cáp nha cả nhà. Rồi cây này là 550 một cây. Và cả nhà lấy 2 cây em bao phí vận chuyển ha. 10 cây thì em chặn cho cả nhà mình một cây. Đây cả nhà. Ồ, cái tàn của trong rừng do luôn nè. Như cây này là cao khoảng tầm 50 mấy cm ha. Đây cái đế của nó ha. Nguyên một cái bệ rễ hình con rắn rất là dữ luôn. Hoành chỗ này là hoành khoảng hoành 9 mấy luôn á cả nhà. Rồi đang làm nút nụ như thế này đây. Đó. Cây cực kỳ đẹp luôn nha. Rồi. Số lượng mình có khoảng là vài trăm cây nha cả nhà ơi. À, đây có hình thú nữa nè. Có hình quái như thế này nữa nè. Trời ơi, quá dữ luôn cả nhà ơi. Đó, cái hình coi nè. Biết cái hình này hình gì đi nữa. Nó rất là dữ ha. Rồi cây thì cành cốt cứng cáp nha cả nhà ơi. Đây. À, củ nè. Hết biết luôn ha. Rồi cành cứng cáp. Rồi số lượng mình có vài trăm cây ha. Cả nhà mình yêu hết thì alo cho Quỳnh ha. Loại này là thủ đức 5 mùa cả nhà. Thủ đức 5 mùa liên cốt cả nhà, coi cái tàn của nó nè. Cái tàn của nó phè phè như thế này luôn nè. Nụ ha, nụ rất là dữ luôn nha. Hàng này mình sưu tầm chơi Tết đã luôn cả nhà ơi. Đó. Rồi vườn hình còn rất là nhiều loại nữa ha. Cả nhà hết thì liên hệ với Quỳnh. Số điện thoại của em là 0949 234525. Mến chào và hẹn gặp lại.